Vì sao? Vì trong đây các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra, cho đến các thọ do ý xúc làm duyên sanh ra, chẳng phải đã có thể đắc, chẳng phải sẽ có thể đắc, chẳng phải hiện tại có thể đắc, vì hoàn toàn thanh tịnh. Thiện hiện nên biết địa giới cho đến thức giới trong pháp nội không, cho đến pháp vô tính tự tính không bất khả đắc, nên nói bất khả đắc. Vì sao? Vì trong đây địa giới cho đến thức giới, chẳng phải đã có thể đắc, chẳng phải sẽ có thể đắc, chẳng phải hiện tại có thể đắc, vì hoàn toàn thanh tịnh. Thiện hiện nên biết nhân duyên cho đến tăng thượng duyên trong pháp nội không, cho đến pháp vô tính tự tính không bất khả đắc, nên nói bất khả đắc. Vì sao? Vì trong đây nhân duyên cho đến tăng thượng duyên, chẳng phải đã có thể đắc, chẳng phải sẽ có thể đắc, chẳng phải hiện tại có thể đắc, vì hoàn toàn thanh tịnh. Thiện hiện nên biết vô minh cho đến lão tử trong pháp nội không, cho đến pháp vô tính tự tính không bất khả đắc, nên nói bất khả đắc. Vì sao? Vì trong đây vô minh cho đến lão tử chẳng phải đã có thể đắc, chẳng phải sẽ có thể đắc,